Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 3, 2019. Trà My kính chào quý vị. Hoa Kỳ nói Việt Nam có thể mua thêm nhiều vũ khí Mỹ nhưng kèm theo nhân quyền. Việt Nam tuyên án tù hai cựu quan chức Vietso Petro vì tham nhũng. Việt Nam phủ nhận tin tặc liên hệ với nhà nước tấn công các hãng xe. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hàng hải cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Patrick Murphy, tuyên bố hôm 22 tháng 3. Trả lời báo chí về việc Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, ông Murphy nói, kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Việt Nam đã có thể tự do cân nhắc việc mua vũ khí của Mỹ. Vẫn theo lời ông, Hoa Kỳ thấy cơ hội hợp tác với Việt Nam trong mảng này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ xem xét các cơ hội mua bán vũ khí với Việt Nam trong lúc vẫn tiếp tục hợp tác trong nhiều vấn đề tổng thể và trao đổi thẳng thắn về những cách biệt, bao gồm cả vấn đề nhân quyền. Ông Murphy nói, Mỹ sắp đối thoại nhân quyền với Việt Nam và sẽ nêu các khác biệt này trong suốt cuộc đối thoại. Về vấn đề Biển Đông, ông cho biết Hoa Kỳ đã thực hiện gần 30 cuộc tuần tra tự do hàng hải năm ngoái và sẽ tiếp tục cho tàu, máy bay đi tuần tra ở bất cứ khu vực nào mà luật quốc tế cho phép. Một thầy giáo bị mất việc sau khi bị khởi tố vì tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ cùng với cờ vàng ba sọc đỏ, muốn kiện công an tỉnh Phú Yên để yêu cầu bồi thường oan sai lấy lại thanh danh. Thầy giáo Nguyễn Nhiên cho VOA biết, ông tổ chức lễ kỷ niệm tại Tư Gia, trong đó có vòng hoa cùng lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa hôm 30 tháng 4 năm 95, năm mà hai nước Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ sau hai thập kỷ kết thúc chiến tranh. Gần 4 tháng sau, Công an Phú Yên ra quyết định khởi tố ông với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng sau 2 tháng điều tra, vụ án được đình chỉ và chuyển sang hình thức phạt hành chính. Tuy nhiên, Sở Giáo dục Phú Yên đã cho thầy giáo Nhiên nghỉ dạy từ năm 96. Ông Nhiên, từng dạy ở trường trung học cơ sở Lương Tấn Thịnh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã khiếu nại khắp nơi nhưng không được hồi đáp. Dù không nhiều hy vọng trong việc khởi kiện lần này, nhưng ông mong việc này sẽ giúp thay đổi tư duy nhìn nhận lịch sử và mong pháp luật bảo vệ tôn trọng quyền tự do của công dân. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Thượng tướng Lê Quý Vương ngày 22 tháng 3 nói, việc xây dựng dự thảo hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng bị chậm trễ vì phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó có nhiều ý kiến khác nhau giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Truyền thông. Giải thích được đưa ra trong buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng chiều 22 tháng 3, theo báo Nhà nước. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 6 2018 với gần 87% phiếu ủng hộ và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Văn bản hướng dẫn thi hành luật này do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Luật bị phản đối dữ dội từ phía công chúng và các chính phủ, các tổ chức quốc tế về một số điều khoản bị cho là vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng mạng. Trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế, hay các phiên điều trần tại Liên Hiệp Quốc, Hà Nội nhiều lần bị truy vấn về khả năng dùng luật này để kiểm soát thông tin, đàn áp bất đồng chính kiến. Trong khi đó, Việt Nam luôn khẳng định luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, không kiểm soát hay làm lộ thông tin của người sử dụng mạng Internet. Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 22 tháng 3 tuyên án tổng cộng hơn 10 năm tù đối với hai cựu lãnh đạo của Vietso Petro, một liên doanh dầu khí với Nga, trong vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước. Tòa án Hà Nội tuyên 3,6 năm tù đối với bị cáo Từ Thành Nghĩa, nguyên tổng giám đốc liên doanh Vietso Petro và 7 năm tù đối với bị cáo Võ Quang Huy, nguyên kế toán trưởng công ty, theo video trên YouTube của truyền hình Thông tấn. Viện kiểm sát cáo buộc ông Huy nhận hơn 7,9 tỷ đồng, trong khi ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng cùng 30.000 đô la. Hai bị cáo còn bị cấm giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan nhà nước trong thời hạn 3 năm sau ngày mãn hạn tù. Vietso Petro có 51% cổ phần do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu và đối tác Zarubenev của Nga sở hữu phần còn lại, theo Reuters. Cáo buộc của công ty FireEye cho rằng tin tặc người Việt có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm mục tiêu vào các công ty ô tô nước ngoài là vô căn cứ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với hãng tin Bloomberg. Tờ báo dẫn lời bà Hằng nói trong một tuyên bố qua email được đăng tải hôm 22 tháng 3 rằng Việt Nam nghiêm cấm các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức.
Trước đó 2 ngày, Bloomberg dẫn nguồn tin từ nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng FireEye ở Mỹ, nói tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam nhắm tấn công các hãng sản xuất ô tô nước ngoài, nhiều khả năng để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển sản xuất xe hơi trong nước. Theo FireEye, các cuộc tấn công có chiều hướng gia tăng hồi đầu tháng 2 và dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2035 sẽ sản xuất 50.000 xe ô tô mỗi năm. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Suốt 15 năm qua, người dân hai phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phải sống chung với ô nhiễm môi trường ở Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang. Âu Thuyền này là cảng cá lớn nhất miền Trung, những hôm nắng nóng với đặc điểm khu vực này là một vùng nước kín gió, dòng chảy yếu nên mùi hôi thối của rác thải, tanh nồng của hải sản gây ô nhiễm cứ lanh quanh tại chỗ. Ông Mại, một cư dân Thọ Quang nói. Còn bây giờ về cái mà những cái đồ bẩn này nè, những là bôi dở dầu này, rồi tắt cái mà tà bàn người ta vô đó, người ta đánh cá vô đó, là người ta thả xuống, chào rồi rót rồi rử, rồi đủ thứ hết trơn, nói chung đủ thứ hết trơn. Các nguồn nước từ tàu cá được thải trực tiếp ra môi trường và nước thải từ các xe chở thủy sản rơi vãi trong các tuyến đường nội bộ càng khiến tình trạng ô nhiễm vượt tầm kiểm soát. Như lời ông Mại, người dân sống gần khu đường cống xả nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản trong khu vực thì vấn nạn ô nhiễm cả rác cho đến mùi hôi càng đậm đặc hơn rất nhiều. Thì người ta cũng thải chút ít nhưng mình đâu có biết được. Rồi mấy cái mà đường cống đi ra đó, nếu đi tới mấy đường cống là chịu không nổi. Bản chất Âu Thuyền là một cái ao tù, chỉ có một đường thông ra duy nhất tại Vịnh Mân Quang. Gần 10 năm về trước đã có ý kiến sẽ đào kênh dẫn nước từ sông Hàn phía bờ Nại Hiên Đông thông vào Âu Thuyền, tạo dòng chảy lưu thông, nhưng sau đó không thấy thực hiện. Bà em cho biết nguồn nước ở đây có nguy cơ gây bệnh, nhưng bà vẫn thường ra Âu Thuyền nhặt các loại rác thải bình nhựa để bán cho các tiệm ve chai, bà kể. Bỏ đồ nhớ thì gió không bao qua đây thì ở bên đó trâu qua. Mà gió thì ở bên đi đưa lửa thì không qua bên đó lửa. Thì môi trường họ đi theo đó, họ dọn hết. Đó thì họ mới vô họ núp thôi chứ họ ở đây chi đây. Họ ở đây chẳng phải là ngưng gió là họ chạy biển. Rồi họ về nhà hết, họ gỡ tàu hết, họ về nhà thôi. Chứ họ đâu có ở dưới này mà ảnh hưởng. Theo số liệu từ Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, mỗi ngày có khoảng 4.000 ngư dân miền Trung vào đây để giao dịch hải sản. Tàu thuyền từ Quảng Bình đến Bình Định vào đây bán cá và lấy dầu, nước ngọt, đá lạnh, lương thực để tiếp tục ra khơi. Và đến nay, người dân nơi đây vẫn chờ đợi câu trả lời rằng bao giờ họ mới thoát được vấn nạn ô nhiễm. Và ngay bây giờ là phần tin quốc tế. Triều Tiên đã rút nhân viên của văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Miền Bắc thông báo cho miền Nam biết về quyết định đột ngột này hôm 22 tháng 3 trong cuộc họp hàng tuần của hai miền Triều Tiên tại văn phòng chung của họ ở thành phố Kaesong. Phó Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung loan báo tin này. Ông cho biết, Triều Tiên nói họ không bận tâm chuyện Hàn Quốc vẫn duy trì văn phòng liên lạc này và rằng họ sẽ thông báo thêm những vấn đề thực tiễn trong tương lai. Ông Chun nói tiếp, quyết định rút khỏi văn phòng của Triều Tiên là đáng tiếc, nhưng cho biết miền Nam sẽ tiếp tục làm việc tại các văn phòng này. Chúng tôi không nghĩ có thể gọi việc này là vi phạm thỏa thuận. Với tình hình hiện tại, chúng tôi muốn theo dõi tình hình lâu hơn một chút và phản ứng trước những diễn biến thay vì đưa ra dự đoán hoặc phán xét quá sớm. Việc rút nhân viên diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh thất bại vào tháng trước tại Việt Nam giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Văn phòng liên lạc mở cửa vào tháng 9 năm ngoái như một phần trong một loạt các bước nhằm tới hòa giải hai miền Triều Tiên. Hãy
mối quan hệ thương mại giữa Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc phải mang tính có qua có lại, theo lời Thủ tướng Đức Angela Merkel nói hôm 22 tháng 3. Có nghĩa là hai phía phải mở cửa cho đối phương ở mức độ tương đương với nhau. Bà nói, chúng tôi không chỉ đối tác mà còn là đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi muốn có một mối quan hệ dựa trên sự có qua có lại. Nếu một phía được tiếp cận thị trường, thì phía kia cũng vậy. Bà cũng nói thêm rằng, mặc dù bà không có gì phê phán bản ghi nhớ mà Ý ký với Trung Quốc, nhưng sẽ tốt hơn nếu các nước Liên hiệp châu Âu hành động cùng nhau khi đối phó với Trung Quốc. Về vấn đề Anh ra khỏi EU, bà Merkel đã trình bày các lựa chọn mà các nhà lãnh đạo EU đưa ra cho Anh và nói rằng nước này phải nói rõ họ muốn đi con đường nào. Thông báo bất ngờ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22 tháng 3 rằng Mỹ sẽ công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan đã gây phản ứng mạnh mẽ từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và các nhà lãnh đạo Trung Đông khác. Ông Trump loan báo lập trường trên Twitter nói rằng vùng cao nguyên Golan này có tầm quan trọng sống còn và chiến lược đối với nhà nước Israel và ổn định khu vực. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một chuyến thăm đến Jerusalem đã xuất hiện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở bức tường phía Tây đầy tranh chấp ở thành phố thiêng Jerusalem. Ông Pompeo là quan chức cấp cao nhất của Mỹ trước nay, được một nhà lãnh đạo Israel thắp tùng đến một địa điểm gây tranh cãi. Cao nguyên Golan, khu vực có diện tích khoảng 1.800 km2 trên biên giới đông bắc Israel với Syria, đã bị Israel chiếm trong cuộc chiến 6 ngày hồi năm 1967. Israel sau đó đã chính thức sáp nhập vùng lãnh thổ này vào năm 1981. Kể từ đó, nó nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Phát biểu tại Istanbul hôm 22 tháng 3, tại cuộc gặp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thể hiện quan điểm rất khác biệt với quyết định của ông Trump và nói rằng việc này sẽ gây bất ổn rất nhiều cho khu vực. Dün Amerika Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili tuyên bố đáng tiếc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua về cao nguyên Golan đã đưa khu vực đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng mới và căng thẳng mới. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng quyết định của ông Trump khiến người ta nhớ tới các vụ tấn công vào hai thánh đường Hồi giáo ở New Zealand trong tuần. Ông cho rằng bình luận không thể chấp nhận của ông Trump về cao nguyên Golan đã nuôi dưỡng tâm lý méo mó này. Các nhà lãnh đạo Trung Đông khác cũng đã mạnh mẽ bác bỏ tuyên bố của ông Trump. Lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập Abu Ghraib nói, không một quốc gia nào, cho dù quan trọng đến đâu, có thể đưa ra quyết định như vậy. Bộ Ngoại giao Syria ra thông báo gọi quyết định này là vô trách nhiệm và nói rằng điều đó không thay đổi sự thật là cao nguyên Golan đã và sẽ là đất của người Ả Rập và Syria. Ông Netanyahu sắp sửa có chuyến thăm ông Trump ở Nhà Trắng vào đầu tuần sau. Hội chữ thập đỏ cho biết đang triển khai hai đơn vị phản ứng khẩn cấp đến thành phố cảng Beira của Mozambique để cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi trận bão Idai hồi tuần trước, một trong những trận bão tàn phá nhất đánh vào Nam Châu Phi trong nhiều thập niên qua. Một đơn vị sẽ cung cấp các dịch vụ vệ sinh cơ bản cho gần 20.000 người, trong khi đơn vị còn lại sẽ sản xuất đến 225.000 lít nước sạch mỗi ngày, đủ để giúp cho 15.000 người đang vật lộn để sống sót trong trận lụt khủng khiếp sau bão. Các quan chức cứu trợ cho biết có một số người sống sót chưa rõ là bao nhiêu, hiện đang bám vào ngọn cây hay bị kẹt trên mái những ngôi nhà bị nhận chìm trong dòng nước lũ. Con số thương vong tổng cộng ở cả ba nước, Mozambique, Zimbabwe và Malawi, đã tăng lên ít nhất là 437 người. Liên Hợp Quốc cho biết số thương vong chính thức do chính quyền các nước đưa ra ở Mozambique là 242, Zimbabwe là 139 và Malawi là 56. Ít nhất 94 người thiệt mạng khi một chiếc phà quá tải lật úp trên sông Tigri gần thành phố Mosul của Iraq hôm thứ Năm, 21 tháng 3. Thủ tướng Adel Abdul Mahdi đã tới Mosul từ Baghdad và tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân. Ông cũng hứa hoàn thành điều tra vụ tai nạn trong vòng 24 giờ. Nhà chức trách cho biết có hơn 180 người trên phà đón mừng năm mới của người Kurd, lễ Nowruz và ngày của mẹ. Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đã vật lộn trong dòng nước chảy xiết. Mực nước sông Tigri đang dâng cao và nhanh vì mưa lớn và tuyết tan từ các ngọn núi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến nước sông còn dâng cao hơn nữa vì nhà chức trách xả một ít nước từ một con đập gần đó. Số tử vong cũng được dự báo tăng cao trong khi mọi người đang ngóng chờ tin tức người thân. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad ra thông cáo gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ đau buồn trước thiệt hại nhân mạng thảm khốc và cầu chúc những người bị thương mau chóng hồi phục.
Sau Liên Xô thời kỳ trước thì Trung Quốc đang dần trở thành một đối trọng, một thách thức lớn đối với Hoa Kỳ trên bình diện toàn cầu hiện nay và trong tương lai. Đó là nhận định của giới chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực địa chính trị ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và Trung Quốc tham dự buổi hội thảo bàn về sự trỗi dậy của Trung Quốc diễn ra chiều ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý hiện nay là Trung Quốc không giống với Liên Xô trước đây. Vốn là một thực thể khá cô lập, Trung Quốc hiện nay có mối quan hệ chính trị, kinh tế và ngoại giao toàn cầu. Họ đang tìm mọi cách gây ảnh hưởng lên nhiều khu vực khác nhau, đặc biệt là tại những quốc gia chậm phát triển. Họ cũng dần thay thế Hoa Kỳ tại nhiều nơi và trong nhiều lĩnh vực trợ giúp và đầu tư. Đây là vấn đề rõ ràng cần những đánh giá kỹ càng. Tôi nghĩ rằng sự phát triển về công nghệ hiện nay đang khiến Trung Quốc chiếm lợi thế và họ có khả năng rút ngắn nhiều khoảng cách trong các lĩnh vực khác nhau đối với Hoa Kỳ. Dù Hoa Kỳ thời gian gần đây đã thực hiện những biện pháp để ngăn chặn việc đánh cắp công nghệ cũng như khuyến cáo các đồng minh không để Trung Quốc lợi dụng để đánh cắp các thông tin quan trọng, nhưng rõ ràng những giải pháp này chưa có tính chiến lược. Sự trỗi dậy của Trung Quốc theo các chuyên gia cũng đem đến sự bất an cho các quốc gia thuộc khu vực Đông Á-Thái Bình Dương khi sự hiện diện quân sự của họ ngày càng phổ biến hơn ở nhiều vùng biển và lãnh thổ có tranh chấp. Có những quốc gia bị kẹt trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn. Nhưng cũng theo các chuyên gia thì các quốc gia này hoàn toàn không sẵn sàng cho một sự lựa chọn rõ ràng ở thời điểm này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bởi nhiều lý do khác nhau. Tôi nghĩ đừng bắt họ lựa chọn, vì thật sự không quốc gia nào trong số này muốn lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc đâu. Bởi đơn giản họ vừa muốn nhận được sự đảm bảo an ninh từ phía Mỹ, nhưng lại vẫn muốn duy trì các lợi ích kinh tế có được từ Trung Quốc. Thực tế, Trung Quốc đã tạo ra ảnh hưởng về kinh tế đủ lớn đối với một số quốc gia ở khu vực phía Nam, khiến họ đến mức gần như phải lệ thuộc rồi. Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, theo nhận định của các chuyên gia, là nơi mà Trung Quốc nhắm tới trong quá trình bành trướng và gây ảnh hưởng. Bởi khu vực này tập trung những quốc gia nhỏ còn kém phát triển, dễ chi phối hơn so với các hướng phát triển khác. Và không chỉ có sự hiện diện về mặt quân sự, các tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc và các tàu thăm dò khai thác tài nguyên cũng đang ngày một xuất hiện nhiều hơn tại khu vực này, đem đến sự lo ngại cho người dân địa phương và các quốc gia liên quan. Dù nằm cách biên giới Mỹ-Mexico 2.100 km, thành phố ngoại bang Illinois vẫn bị cuốn vào cuộc tranh luận trên toàn quốc về vấn đề di dân, trại giam và an ninh biên giới. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Một trại giam của tiểu bang nằm trong khu vực ngoại ô thành phố Dwight, từng một thời mang đến nhiều công ăn việc làm tốt cho thành phố hơn 4.300 dân này. Tuy nhiên, điều đó kết thúc vào năm 2013 khi trại giam này đóng cửa. Và giờ đây đối mặt với việc thiếu hụt công ăn việc làm. Các quan chức của thành phố đã bắt đầu tìm kiếm những chiếc phao cứu sinh. Một trong số đó đến từ Trung tâm Nhập cư Hoa Kỳ. Công ty tư nhân này điều hành các cơ sở của cơ quan thực thi di trú và hải quan, hay còn được gọi là ICE. Công ty này đề xuất xây một cơ sở tại thành phố Dwight, quản lý khoảng 1.200 di dân, những người đã vượt qua được phần kiểm tra tội phạm, nhưng giờ đang chờ để ra tòa di trú. Tiền thuế cũng như lợi nhuận được chia từ công ty tư nhân này sẽ rất có ích với những người dân ở đây và có thể là cả các trường học của chúng ta. Max Sulzberger là một trong vài chủ doanh nghiệp tại thành phố Dry. Trong cuộc họp hội đồng thành phố đã công khai lên tiếng ủng hộ việc thành lập trại giam này. Một số người dân cũng bày tỏ quan điểm của mình. Tôi yêu cầu các ngài thông qua việc xây dựng trung tâm giam giữ này và không bị gây sức ép và đe dọa bởi những kẻ chống đối, những người chẳng có bất kỳ lợi ích gì ở thành phố này. Người biểu tình, rất nhiều trong số đó đến từ các khu vực lân cận. Kéo tới Dwight để ra mặt. Day by day, night by night, we will bring the fight to Dwight. Phản đối kế hoạch thành phố lấy đất xây trại giam. Chúng ta có thể tạo ra những thứ tốt đẹp hơn thế này. Lee Goodman là một trong số hàng chục người biểu tình kêu gọi quan chức thành phố bỏ phiếu chống lại kế hoạch này. Những kẻ vận hành các nhà tù tư nhân biết rằng nhiều cộng đồng cư dân đang phải gặp nhiều khó khăn về kinh tế, vậy nên họ tìm tới những nơi mà khó từ chối. Họ đưa ra lời mời, dụ dỗ bằng những công việc trả lương cao, những thứ không chắc sẽ trở thành hiện thực. Và rồi cố dụ người ta đồng ý vì đang ở thế cùng quẫn, họ lợi dụng cộng đồng này.
Goodman nói, ông từng tới thăm các cơ sở giam giữ tư nhân tại El Paso, Texas và Miami, Florida. Ông cảm thấy lo ngại về tính trách nhiệm và sự giám sát tại các cơ sở này. Tuy nhiên, ông kiên quyết phản đối những chính sách nhập cư vốn áp đặt lên người bị giam giữ lúc ban đầu. Bằng cách cho phép cơ sở giam giữ được xây dựng tại đây, chính quyền sẽ có thêm động lực để tiếp tục triển khai chính sách o ép người, và đó là điều sai trái. Tuy nhiên, những người ủng hộ nói rằng thành phố Dwight không phải là nơi để tranh luận về chính sách nhập cư quốc gia. Nói có với cơ sở này rõ ràng không đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với luật nhập cư hiện hành. Kết thúc buổi họp kéo dài và đôi khi căng thẳng, các quan chức thành phố cuối cùng đồng ý thông qua kế hoạch lấy đất xây trại giam. Người phản đối kế hoạch này thề sẽ tiếp tục đấu tranh. Một xét nghiệm mới có thể nhanh chóng xác định tình trạng nguy hiểm đối với thai nhi và bà mẹ khi mang thai, từ đó giúp cho bà mẹ và bé khỏe mạnh, an toàn. Mời quý vị theo dõi tường trình chi tiết. Khi Jesse Brzezinski mang thai đứa con đầu lòng, chân cô bị sưng. Bạn nghe thấy mọi người nói với bạn, bạn biết đấy, mắt cá chân sưng lên rồi sưng lan lên phía trên. Lúc đó tôi nghĩ không sao đâu. Nhưng sau đó, các vết sưng xuất hiện trên cánh tay và bàn tay tôi nữa. Sưng cũng có thể là một dấu hiệu của tiền sản giật. Tiền sản giật là một biến chứng của thai kỳ. Nó gây nguy hiểm cho sức khỏe của cả bà mẹ và em bé. Nó làm tăng huyết áp của người mẹ và ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến nhau thai. Điều này có thể dẫn đến trẻ nhỏ hoặc sinh non, hoặc nếu không được điều trị, nó có thể gây tử vong cho bà mẹ hay em bé, hoặc thậm chí cả hai. Một trong những phần khó khăn của tiền sản giật là có rất nhiều triệu chứng khi người phụ nữ mang thai lần đầu, và trong khi đó, các căn bệnh khác cũng có các triệu chứng tương tự mà người phụ nữ gặp phải khi mang thai như huyết áp cao, đau đầu, thay đổi thị lực. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Wexner, bang Ohio đã phát triển một xét nghiệm nhanh và dễ dàng để chẩn đoán tiền sản giật. Nó rất dễ sử dụng, nó không xâm lấn và cần rất ít kỹ thuật và dụng cụ để tiến hành xét nghiệm. Tiền sản giật nghiêm trọng hơn nếu xảy ra sớm trong thai kỳ hoặc ở một phụ nữ bị huyết áp cao trước khi mang thai. Điều tốt nhất cho cả mẹ và bé là có thể kiểm soát tình trạng này ngay sau khi được chẩn đoán. Nếu không có sự chắc chắn của xét nghiệm này trong chẩn đoán, chúng tôi sẽ không giới thiệu xét nghiệm này, vì nếu kết quả xét nghiệm không chính xác, nó sẽ đe dọa đến tính mạng của cả bà mẹ và em bé. Vì căn bệnh tiền sản giật của mình, Brzezinski đã được cho sinh sớm 3 tuần. Cô đã mang thai lần thứ 2 thành công và có lời khuyên dành cho những người phụ nữ khác. Điều quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể của bạn. Các xét nghiệm rất dễ dàng, thậm chí các bà mẹ có thể thực hiện nó ở nhà. Bằng cách đó, tiền sản giật có thể được điều trị ngay khi phát triển. Các nhà nghiên cứu hy vọng xét nghiệm này sẽ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt trong vài năm tới. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is hold them accountable, from the movie The Post. The film is based on a situation that happened in Washington, D.C. in 1971. The publisher of the newspaper, The Washington Post, had to decide whether to report information the government was keeping secret. Listen for the phrase, hold them accountable. If the government wins, The Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? Can't hold them accountable if we don't have a newspaper. What will happen if we don't publish? So what do you think hold them accountable means? Is it make them take responsibility or charge them a fee? Listen again. Did you have the right answer? If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? Can't hold them accountable if we don't have a newspaper.
Hold them accountable means make them take responsibility. Here, the newspaper publisher must decide whether to release information showing U.S. officials were lying about the war in Vietnam. Releasing the information may be illegal. But, the film argues, holding people in power accountable is one of the jobs of the media. And that's English at the Movies. I'm Kelly Jean Kelly. Welcome to the Voice of America's Newswords. This newsword is from a story about flooding in the United States. Unprecedented. Rains from hurricanes Harvey, Irma, and Maria last summer caused unprecedented flooding in Puerto Rico and the states of Texas and Florida. Experts say the storms have caused the most flooding since records on flooding began. Unprecedented is something that has not been done or experienced in the past. It means having no precedent. Precedent is something done or said that can serve as a guide in the future. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Lucia, do you remember our last episode on wishes about the future? Yeah, what about it? Well, this episode is about wishes in the present and the past. Oh, I wish that I had prepared more. The verb wish has many uses, but the main use is when the speaker wants reality to be different. When you are talking about regrets about the past, you can use wish with the past perfect. Wish plus that plus past perfect. You can leave out the word that if you want to. I wish that I had studied harder at school. I wish that Sam had come with me on the trip. I wish you hadn't told me how the film ends. To use wish about the present, you can use the simple past. I wish I knew a second language. I wish I lived in Paris. I wish it wasn't so cold. But before we go, it's important to remember one thing. From all the many uses of wish, in formal speaking and writing, you use the subjunctive form were. Not was after wish. So you wouldn't say, I wish I was taller, but I wish I were taller. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.